giấy thơm thiên thanh 1 cây 10.000. Cô bán giấy thơm 2 cây 15.000. Đây mình thấy có tôm, cua các loại đó. Cái cuốn nhỏ nhỏ không kìa, chắc này ngọt lắm ha cô. Dạ. Cuốn nhỏ nè, cũng như khóm lão á, ngon lắm luôn. Có xoài luôn. Xoài còn cắt vào lòng. Dạ. Trái trong đây khoảng nhiêu tiền trái gì cô? Có 13.000. Rồi trái ngoài này, trái bự nè. Dạ. Này cô mua bán lại gì cô? Cô nhà có. Dạ. Dạ, chồng hay quá ha. Cô khỏe quá nè cô chú. Ra ngoài ngồi ngoài này bán thấy vui vẻ quá luôn á. Hôm nay bán đã hả cô? Bán ấy quá rồi. Thôi quay video này cho bà con biết đi, đặng mua cho nhẹ một chút luôn. Hành quá ngon luôn nè. Củ cải cũng trắng tươi luôn nè, củ cải trắng ha. Bên nào thấy? Trong nhà. Hả? Bên gì? Chú Sáu kẹo me. Đâu đọc thử coi, đúng không? Chú Sáu kẹo me. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bắt được chiều nay bắt lên là lên rồi. Cô chú nè, tạm thời là sáng mình ăn gói xôi này đỡ nha. YouTuber mà không có thời gian ghé quán ăn nha cô chú. Này sẵn cái hồi mình ăn luôn à. Ồ, 7 mùa quá mạnh luôn nha cô chú. Rồi chúc sức khỏe cho cô sống hơn 100 tuổi luôn nha. Lúc nào cũng có xôi ngon cho bà con ăn nha. Nhất là bà con lao động nha, dùng gói xôi rất rẻ đó mà no ra đồng vẫn được luôn. Tốt sao cô, đỡ không cô? Chậm quá chú ơi. Dạ chậm hả? Dạ. Thôi gắng cố gắng vượt qua khó khăn nha. Rồi mai mốt bán cho chúng số đặc biệt đi rồi bà con sẽ mua nhiều hơn. Dạ, hộp rửa đầy đủ. À đầy đủ luôn hả cô? Dạ đầy đủ luôn. Bây giờ tạm thời trứng giữa trứng thường này khoảng nhiêu tiền chục? Đó 25 ngàn. Trứng lộn? Lộn 35. À được ha, trứng cốt? Dạ, cốt 17 ngàn, hộp gà 25 luôn. À hộp gà này trứng bự quá ha. Dạ. Rồi. Rồi. Chúc sức khỏe cho cô nghe. Mai mốt sẽ bán thật nhiều vậy. Vậy hả, để quay cho cô mai mốt biết bà con sẽ mua ủng hộ cô. Ừ. À hồi đó giờ có bán trúng lô nào? Có chứ, 2 con 3 con. Dạ bình thường ha. Triệu, chứ còn bữa cũng... chưa có. Thôi chúc cho cô mai mốt sẽ bán trúng đặc biệt luôn nha. Cho dạ. Bà con mua ủng hộ cô nhiều một chút. Dạ dạ. Có đồng lương cho em. Dạ. Với bà con được nhiều cái cho tiền cô dạ, được mắm. Sáng là Dương mua mắm. À, mắm ngon quá. Cái này mình có thương hiệu gì không? Không, này là này đặc sản ở nhà. À vì hai này bán đắt hàng quá ta. Giờ này thấy hết trơn luôn nè. Được quá ha. À vậy vậy chúc sức khỏe cho dì nghe, ngày mai bán đắt hơn nữa nha. Dạ mà bán thật nhiều vậy. Cua như cái 250, 170, 180, 190, 200. À có cô này bán cua quá ngon luôn kìa. Chồng quay luôn mà nó mập luôn kìa, khô này quá ngon luôn, khô queo luôn kìa. Kìa có cua gạch nữa kìa, quá ngon luôn nha. Rồi ở đây mấy con lươn bự quá ha. Đặc biệt là bên đây có cá điều hồng mà cô ớt muối rồi đi vô sẵn kìa, nhất là thấy ớt ngon quá ha. Rồi chợ mua được hàng hóa gì chưa? Mua cá lóc gì làm khô. À vậy hả, vậy là mua. Mua chắc số lượng nhiều lắm hả? Mua mấy con? Khoảng 5 kg. Ôi ok quá ta. Đây đây hả? Đang vác lên đây hả? À anh này mua về làm khô 5 kg luôn kìa. Được quá ha. À được chừng một chục anh này mua một mỗi ngày mình cũng đỡ nha. À và lựa mấy con cá này cho anh đó đó hả? Ồ có mấy con cá bự dữ vậy. Mấy con cá bự này phơi lớn này tháng nắng này cũng khô mau lắm mà nha. Ngon quá, hai cá bự ngon quá. Con này ký mấy, 2 kg vậy đó, nặng lắm luôn á. Còn cái gỡ ha. Cái mến chào cô chú anh chị và các cháu. Hôm nay chú Sáu Kẹo Me đến chợ Cây Dương, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang sẽ ghi hình tiếp theo. Đầu video chúc cô chú anh chị và các cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cá hiếu thảo cùng đồng hành với chú Sáu Kẹo Me để xem chợ mình mua bán như thế nào. Cái dương giờ cũng đẹp quá. Nhát này chắc là 8 giờ ngoài nè cô chú. Để lên trên giữa cầu cái dương mình sẽ quay.
xuyên thanh một cây 10.000, cô bán dưới hơn 2 cây. Khóm vàng tươi ngon quá ha gì hai. Rồi đi khóm được cũng đắc khẩu. Dạ tới khóm đắc khẩu à, cậu hả? À có cái cuốn nhỏ nhỏ không kìa, chắc này ngọt lắm ha con. Dạ. Cuốn nhỏ nè, cũng như khóm lão á, ngon lắm luôn. Có xoài luôn. Xoài xoài cắt và lọc. Dạ. Trái trong đây khoảng nhiêu tiền trái gì con? Có 13.000. Rồi trái ngoài này trái bự nè. Dạ. Bình Giang hả con? Rồi có bán chuối nữa nè. Dạ. Rồi cảm ơn cô á, chúc sức khỏe cô nha cô, mua bay bán đắt tiếp theo. Dạ. Dạ đi quay. Quay giới thiệu. À, bắp chuối hộp này là nè. Ổi cũng ngon lắm nè. Rồi trứng vịt nè cô chú ơi. Đây, đây cô có bán khô. Chú ơi rau diệu rồi rau má luôn, rau chay. Dạ rau chay luôn. Dạ nhiều loại quá hả cô? Dạ. À, ngon. Ngon quá luôn nha. Có chanh trái bự bự không luôn nè. À, chanh giấy ngon quá nè, trái trái bóng hới nha cô chú. À có cô bên đây mua 1 kg lô luôn. Ngon lắm đó cô, mới mua nhiều đó. Ở bên đây mình thấy có ớt hẻm đó kìa. Ớt hẻm ngon quá luôn. Nó còn 15.000. Nửa ký thôi, có người con còn 1 ký. Nửa ký làm sao trả tiền. Nửa ký thì cũng 15.000 mà giờ 600g của con 15.000, con muốn lấy cái nào lấy. Mẹ. Cũng không con mua con còn 1 ký lô làm con. Ngon quá nè con chú. Trời bự quá. Cô này có bán bún bánh tráng luôn. Ở đây đậu đèn. À chào cô. Cô bán rau cải ngon quá hả cô? À có đọt lan bự bự luôn nè, cộng mập mập không luôn. Này cô mua bán lại gì cô? Cô nhà cũng à, à chồng hay quá ha. Cô khỏe quá nè cô chú. Ra ngoài ngồi ngoài này bán thấy vui vẻ quá luôn á.
đất mình được nhiều không con? Đất ở đây không có, không mướn. Dạ, mướn ha, mướn đằng mình chậm ha con. Rồi dạ, con cũng được. Rồi, chúc sức khỏe cho con ha. Dạ, để em lên mua mai bán đất tiếp theo. Dí mình chậm có nhiều sản phẩm ha con. Dạ, chào cô. Đây có cô này là bán bún nè. Cô đang vừa ấy bún, cô vừa nghe điện thoại rồi. À, chào chị hai, dưa hấu đỏ tươi mà vỏ mỏng quá ha, ngon quá luôn. À, có mấy trái xà chín vàng tươi luôn ta, ngon quá luôn. Rồi cảm ơn con, hả? Coi thì đang quay đặng nữa bán đất nè, giới thiệu sản phẩm luôn. Rồi từ từ bà con biết bà con lại mua. Không có đâu mổ trời. À chào cô. Hôm nay bán đã hả cô? Bán ấy quá rồi. Thôi quay video này cho bà con biết đi, đặng mua cho nhiều một chút luôn. Hành quá ngon luôn nè. Củ cải cũng trắng tươi luôn kìa, củ cải trắng ha. Bên nào lại thấy 5.000. Hả? Bên gì? Chú Sáu kẹo me. Đâu đọc thử coi, đúng không? Chú Sáu kẹo me. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bắt đợi, chiều nay bắt lên là lên liền. À, có liền hả? Có luôn đó, để làm lưu niệm luôn. Mai mốt nói cô nè, cha mẹ đó đây cực khổ không? Giờ này còn buôn bán mà chợ nè. Nên các con phải giỏi lên nha. Rồi chúc cho cô đây sắp lên bán đắt hơn mọi ngày rồi nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi. Rồi gia đình, cái quan trọng là gia đình mình hạnh phúc vui vẻ luôn. Bà con bên đây cũng đang mua rau cải cũng đợt một con chú. Bắp non rất ngon luôn, dưa leo. Đây có người nhà đang bán đây, bán đồ may sẵn đẹp quá luôn. À có gì hai này bán xôi ngon quá. À, cho ông bọc có gì hai? Bọc màu vàng đi. À ngon quá nè, mình thấy ngon quá, mình ủng hộ cho cô một gói xôi luôn. Dí ra đàn cũng tới bụng nè. Đang coi phim đó hả? Gói nhiêu thôi nè? Cô bán gói có 5.000 bình dân quá nha cô chú. Xôi này ăn ngon dữ lắm luôn á. Mình nghe cái mùi thơm xôi quá luôn nè. Đây nè cô chú. Nè tạm thời là sáng mình ăn gói xôi này đỡ nha. YouTuber mà
không có thời gian ghé quán ăn nha cô chú. Này sẵn cái hồi mình ăn luôn à. Vừa quay vừa ăn luôn. Mà nếu mà vừa quay vừa ăn nói chuyện sao được. Thôi ráng nhịn chút đi. À mỗi ngày nấu được nhiều xôi không vậy hả cô? Ngày được nấu mấy ký xôi? À vậy cũng được, mà sao cái thao này nhỏ quá sao đựng hết? Lấy nhiều lần hả? À, được quá ha. Nhà gần đây không vậy? Dạ cũng chạy lên đây cũng gần ha. Rồi chúc sức khỏe cho đẩy lên sức khỏe dồi dào và mua bán đắt tiếp theo ha. Dạ. Rồi chào cô, bán số sao cô? Đỡ không cô? Chậm quá chú ơi. Dạ chậm hả? Dạ. Thôi gắng cố gắng vượt qua khó khăn nha. Rồi mai mốt bán cho chúng số đặc biệt đi rồi bà con sẽ mua nhiều hơn. Má hàng tiếp với số đi. Đây nè cô chú ơi, cô bán xôi rất vui vẻ nghe. Mai mốt có gặp cô này thì nhớ ủng hộ xôi cho cô luôn nha. Năm nay được nhiêu tuổi rồi cô? Dạ năm nay được nhiêu tuổi rồi mà mạnh quá vậy? 73. Ồ, quá mạnh luôn nha cô chú. Rồi chúc sức khỏe cho cô sống hơn 100 tuổi luôn nha. Lúc nào cũng có xôi ngon cho bà con ăn nha. Nhất là bà con lao động nha, dùng cái xôi rất rẻ đó mà no ra đồng vẫn được luôn. Rồi cảm ơn cô nhiều. À có cháu đang cầm chùm nho rất ngon luôn cô chú ơi. Nho ngon lắm luôn. Chú ơi ngon quá. À đây có bán bánh cam luôn. Quay giới thiệu YouTube cho bà con ở chợ Cây Dương mình nè biết này kia đang mua bán. Này bán bánh còn ít nè, trúng quá. Có bán chú chiên ngon quá cô chú ơi, bự bự thôi. Mà cái ngon còn ít hả? À, bán bữa nay cũng được quá ha. À, chúc sức khỏe cho cô nha, bán mai mốt bán đắt hàng ha. Dạ chào cô. Đây cũng bán trứng vịt trứng gà ngon quá nè cô chú. Chào cô, có trứng hoặc vịt lộn nữa ha, ngon quá nè. À đầy đủ luôn hả cô? Bây giờ tạm thời trứng giữa trứng thường này khoảng nhiêu tiền chục? Nó 25 ngàn. Trứng lộn? Lộn 35. À được ha, trứng cốt? Dạ, cốt 17 ngàn, hộp gà 25 luôn. À hộp gà này trứng bự quá ha. Rồi, rồi. Chúc sức khỏe cho cô nghe. Mai mốt sẽ bán thật nhiều và thật nhiều. Bà con có lại đây chợ Cây Dương này ủng hộ trứng gà, trứng vịt, trứng cúng cho cô luôn nha. Rồi cảm ơn cô nhiều luôn. À
mình gặp cháu trong đây nè, mình ở ngoài mình nghe thơm mắm dữ lắm luôn nè, mình vô đây mình quay cho cháu, giới thiệu cho cháu luôn, dặn cho bán luôn. Nè, mắm ruột ngon quá nè cô chú. Giấy số luôn á. À giấy số nữa hả? Giấy số nó đi bán tác nghiệp nè đó. Vậy hả, để quay cho cô mới mốt biết bà con sẽ mua ủng hộ cô. Ừ. À hồi đó giờ có bán trúng lô nào? Có chứ, hai con ba con. Dạ, bình thường ha. Triệu, chứ còn bữa chưa có. Thôi chúc cho cô mai mốt sẽ bán trúng đặc biệt luôn nha, cho dạ, bà con mua ủng hộ cô nhiều chút. Dạ dạ. Có đồng lương thêm. Dạ, với bà con được nhiều cái cho tiền cô được mắm. Sáng là Dương mua mắm. Mắm ngon quá, cái này mình có thương hiệu gì không? Không, này là mày đặc sản ở nhà. Rồi lão mua rồi không có lại đây rồi điện số điện thoại gì được không? Có số điện thoại. Rồi mình đọc đi đặng coi mốt bà con thấy ngon. Đây hả? À số điện thoại đây nè cô chú. Rồi dính đây nè. Muốn mua mắm này mình nghe thấy thơm dữ lắm luôn đó. Nãy mình ở trước xa lắm mình nghe thơm mình vô nên quay luôn nè. Đặc biệt là cháu này cũng vui vẻ lắm luôn á, nên ủng hộ là mai mốt mua nhiều là được khuyến mãi luôn. Rồi chào cháu á, chúc sức khỏe. À máy bay à, vui quá ta, gặp chú nó vui quá luôn. Thì đi vòng vòng gặp à, có mấy mấy con tép đồng ngon quá luôn, có con còn nhiều con còn sống luôn rồi cô chú, ngon quá ha. Cá lóc, lóc nó đang nhảy tung tăng luôn. À dì hai này bán đắt hàng quá ta, giờ này thấy hết trơn luôn nè, được quá ha. À vậy vậy chúc sức khỏe cho dì nghe, ngày mai bán đắt hơn nữa nha. Dạ, mà bán thật nhiều và thật nhiều luôn. Dạ rồi, gia đình mình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo luôn ha dì hai. Rồi rồi chào hai dì, tại thường thường lớn tuổi mình thích con cháu hiếu thảo lắm, cho đỡ mình chút. À bữa nay bán về cũng được quá hết rồi. Dinh luôn, có mấy con cá lăng ngon quá luôn nè. Cá hè nhỏ nhỏ không nhỉ chị? Cá hè hè ngon quá nè cô chú, nhỏ mà cũng ú ngon quá. Có con cá chị Vinh này to quá nè. Lươn ngon luôn nè cô chú. À có cô này bán cua quá ngon luôn kìa, tròn quay luôn mà nó mập luôn kìa, khô này quá ngon luôn, khô queo luôn kìa. Kìa có cua gạch nữa kìa, quá ngon luôn nha. Rồi ở đây mấy con lươn bự quá ha, đặc biệt là bên đây có cá điều hồng mà cô ớp muối rồi đi vô sẵn kìa, nhất là thấy ớt ngon quá ha. Rồi chúc sức khỏe cho con á. Nó không có chồng, lên Trung Quốc có ai thương nó không, bán cá tiếp nó. À vậy hả? Không, cái này đẹp gái mà. Đẹp gái ha. Thấy không, mặt hồng hào đẹp ghê. Màu trái tim nè. Đây đó, cái anh hai đó vui lắm nè cô chú. Nè. Nè, anh hai này vui lắm nha. Chắc nữa có anh hai này nữa mà món bán đắt hàng lắm luôn nha.
Tên gì anh, tên gì? À, chú Sáu Kẹo Me. À, đúng rồi, kênh đó đó. À, cho dính khúc làm lưu niệm luôn đi. Chào anh, mình ở gần đây không? Dạ anh. Rồi hôm nay đi chợ mua được hàng hóa gì chưa? Mua cá lóc gì làm khô. À vậy hả? Vậy là mua chắc số lượng nhiều lắm hả? Mua mấy con? Mua khoảng 5 kg. Ôi ok quá ta. Đây đây hả? Đang vác lên này hả? À, anh này mua về làm khô 5 kg luôn kìa. Được quá ha. À, được chừng một chục anh này mua một mỗi ngày mình cũng đỡ nha. À dạ, lựa mấy con cá này cho anh đó đó hả? Ồ, có mấy con cá bự dữ vậy. Mấy con cá bự này phơi lớn này tháng nắng này cũng khô mau lắm mà nghe. Ngon lắm. Ngon quá, hai con cá bự ngon quá. Con này ký mấy, 2 kg vậy đó, nặng lắm luôn á. Ồ, ký gửi ha. Ai da nói. Nói nghe mập trần do mà mình thấy ham quá nè. Chú mập trần do có ham không chú? Ham. À da sao mình cũng giống luôn nè. Cậy da. Thì nói chung mập thì ăn non phải. Vui quá cô chú ơi, tuy gần chợ nho nhỏ Cây Dương mình nghe bà con rất thân thiện và vui đó. À, cô bán số này cũng vui nè. Rồi đặc biệt là có chú bên đây mua 10 kg lô cá lóc về phơi khô luôn nè. Quá hay luôn. Rồi chúc sức khỏe. Dạ thêm nữa kìa. Rồi chúc sức khỏe cho hai cô này với chú này nghe. Luôn có sức khỏe dồi dào. Mai mốt sẽ mua 100 kg làm khô luôn nè. Tại vì mình bà con nhiều đó, mình khuyến mãi. Rồi nghe bà con nào có xem thì vào chú Sáu Kẹo Me nha, để dành lưu niệm luôn. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi ai da, cái này chắc cá lóc này về phơi khô chắc bạn bè lại nói chuyện đồ, kể chuyện đời xưa vui lắm luôn nha. Sài Gòn á. À được quá ha. À dạ, nghe bên đây vui quá. Bên đây vui quá, mình coi về lại coi. À, chào chị. Cắt cá lồng tông này ngon quá ha chị. Tông này thường thường làm gì ngon chị? Kho tiêu. À, kể kho tiêu mà mình thèm rồi cô chú. Kho tiêu là nó mặn mặn nghe. Ăn nấu canh với kho. Vậy hả? Tông lấy 200g 15 ngàn. Vậy là ăn chắc nồi cơm phải nấu bự dữ lắm nha. Kìa cô rất vui vẻ kìa nghe cô chú đó, cô có bán tất cả luôn đó mà cô vui vẻ lắm luôn. À, cô vui quá nghe cô chú, mai mốt có lại đây ủng hộ hàng hóa cho cô. Rồi chào cô. Tầm tầm ngon đó. Con bự quá cả 7 năm cân hết trơn rồi kia. Nó không có làm gì hết. Chả ngon quá cô chú ơi. Cô này nào chả sẵn là 2-3 loại chả luôn. Rất ngon. Ngon lắm luôn nha. Có chả nạo sẵn kìa, ngon lắm. Rồi đặc biệt chào cô, mắm ngon quá hả cô? Dạ. À, cái này bên đây cá sặc, bên đây cá linh, cá chốt. Dạ, cá chốt. Dạ, cái này dưa mắm luôn, cái này cá sặc đây luôn. Rồi đã, có cá lóc đây nữa. Dưa mắm Thái luôn, hay quá ta. À, hồi qua Tết giờ bán thấy sao cô, đắt không cô? Dạ, cũng được ha. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha, mai mốt bán thật nhiều mắm luôn. Đặc biệt là gia đình mình các cháu làm ăn sẽ gặp may mắn. Và sau này các cháu lớn lên sẽ hiếu thảo với cô nhiều hơn. Dạ, chào cô. Dạ, dạ. Đây cô hai này cũng có bán mắm nên là cô chú. Rồi mình sẽ đi tiếp theo. Cái này nè, cái này.
lên đây thấy có ốc ốc làm sẵn là lên trước tiện quá ha. Này mấy mực ngon quá luôn. Được rồi, Mỹ đi giao rồi. Tôm càng ngon quá nè cô chú ơi, tôm càng chặn oxy rất ngon luôn. Bên đây cũng ngon đó nè, tôm còn sống ngon quá, mạnh lắm luôn á, tôm dẻ thịt lắm à. Ngon quá hả cô, quá tôm quá ngon. Chào cô, rồi chúc sức khỏe cho cô nha, mai mốt bán sẽ thật nhiều tôm ha, và gia đình hạnh phúc, rồi đặc biệt là cô mạnh khỏe hoài luôn nha cô. Dạ, dạ. Rồi chú Sáu Cà Me cũng xin tạm dừng video, cuối lời chúc cô chú anh chị và cháu luôn vui khỏe hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô chú anh chị và các cháu. Chào. Dạ.